hợp quá vậy không biết. Lần đầu tiên được đi cưới vợ hồi hộp không anh hai? Run quá trời, run tay chân hết trơn. Hôm nay mình mượn xe của cha đi cưới vợ cho anh hai cho nó sang trọng. Được. Anh hai sắm cả đôi dép xà lan để đi cưới vợ cho hoành tráng mà. Nhưng mà rất là hồi hộp. Lần đầu đi cưới vợ hồi hộp ghê. Cảm thấy sợ sợ. Ồ, vậy là em sắp có chị dâu rồi đó hả? Thấp thấy sợ sợ. Chim sắp xa vào lòng rồi. Đưa. Sắm một đôi dép đi, cứ đi lấy vợ ghê gớm không? Ghê gớm nè. Đâu như chiếc xà lan vậy. Đó. Chụp hôm được chưa? 5 phút, hôm lần. Chụp hôm chưa, hở ra không ạ? Đâu, bữa nay lên đồ rồi đẹp dữ thằng nha. Mày dép cặp luôn trời. Hào thôi, cũng giống nhau mà. Đó thôi, đi thôi, chúng ta sẽ lên đường để được đi cưới vợ. Đâu ạ? Chim sa. Cá gì? Cá vô chậu. Đi thôi, đi thôi. Đi lấy chồng nè, lẹ lên. Mình không thân lắm. Đi lấy chồng nè, lẹ lên. Nhanh lên. Ai gung gung với mình. Đi lấy chồng rồi, giờ ra ngoài đó là người ta phát chồng cho hả? Đi phát chồng cho đó, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, chào. Mấy ông kia đang cưa cây nó, đi thôi. Lên xe. Lên xe. Đi lấy chồng thôi. Đây. Đã tới nơi. Kỳ này coi như xong rồi. Xong rồi. Thôi rồi lượm ơi. Cuối cùng gần 30 năm. Độc thân gần 30 năm rồi. Tốt cả mồ hôi vậy anh hai. Đổ mồ hôi hộp hết. Thôi. Chóng quá. Bè dựng đi. Vẫn được nữa. Dắt tay nhau đi vô đi. Mình yêu nhau đã bao lâu, giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp thế giới, tới những nơi ta xem ở phim. Cộng số tam mà giết tay anh, giam giữ đời anh ở trong ngục tù. Dắt tay nhau đi vô chứ. Xì xịt nè. Anh hai xì xịt nè anh hai. Xì xịt nè. Ép. Đưa tay vô. Đưa tay đây nào. Xì xịt xịt. Đang làm gì anh đang ở đây nè. Hai đi vô lấy giấy hả? Mình mới dám vô tắm nè. Chỉ còn nè. Vài phút nữa thôi. Anh hai sẽ vào một cái bể. Anh hai sẽ lọt vào một cái động. Ủa
chưa hai. Chị Hiền vô kìa, chị Hiền. Đâu? Chị Hiền vô ký kìa chị Hiền. Kỷ niệm chứ. Đi cưới vợ của hai là kỷ niệm chứ. Được rồi. Vô phòng kính, vô phòng kính này. Ai đây, tôi xin mời hai anh chị ngồi ghế đặng ký giấy kết hôn. Đi qua đây ngồi, sao ngồi xa cách dữ vậy? Qua đây, qua đây. Đi. Hai anh chị á, xin buồn nha anh. Cầm tờ giấy trên tay. Sao hai anh buồn? Ở đây không có ai, mình gỡ có trang xíu đi. Sao hai anh buồn? Không có ai, không có trang nha. Không ai á, tại đây không có ai hết trơn các bạn ơi. Xung quanh này nè. Này ký trước đi. Trời, em ký nhanh lắm. Sao vui vẻ thế? Ký nha. Sao vui vẻ quá vậy? Dạ, không vung tay luôn. Một phát một. Wow. Được. Bạn ký bạn. Sao bạn vui dữ vậy? Bạn. Ký đi anh hai. Ký đi anh hai. Bút xa gà chết. Chữ ký ạ. Chỉ một chữ ký thôi hả? Chỉ một chữ ký thôi hả? Hả? Tất cả mọi người. Ký đi anh hai. Ký đi. Ký đi nè. Ký đi nè. Chỉ một nè. Chữ ký thôi. Mày đây. Ai hút thì mà. Ký như này, như này. Ký đi, vô lòng luôn rồi. Vô lòng rồi. Nhắm mắt với đại. Thở dữ rồi. Này 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 mới quan trọng nè. Ký vô. Ký vô này. Ký trước luôn cho. Trời ơi, mồ hôi nhiều đợt đợt như thế này. Chứ vừa thấy quá trời luôn á. Quá trời đổ mồ hôi rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Vui. Em vui ơi. Chị Hiền sao ký nhăn dữ vậy chị Hiền? Không có đắn đo gì hết hả? Biết không, kiểu như mình là cái lòng á. Con chim mà nó muốn vô lòng á, nó sợ. Đồng nghĩa bên hai tôi cầm cái tờ giấy trên tay mà mặt không còn miếng máu luôn. Không thể tin được. Tự nhiên bằng một ngày vậy trời. Thế là mình đã xa vào cái lòng. Đó, xong. Liệu cái lòng đó yên ổn không? Nhiều chuyện nữa, kiếm nữa. Kiếm ai đó mà. Sao nhiều người cũng giống mình quá vậy? Là kiếm nữa rồi. Ok các bạn ơi, vậy là anh hai mình đã hoàn thành cưới vợ xong. Vui vậy đâu mà cũng cười. Kể từ ngày phút giờ anh hai mình đã có vợ rồi nha các bạn. Vô đi về, đi về. Ồ, vui quá anh hai ơi. Thôi, vui, ai vui anh hai không vui. Ngày. Đi rồi. Đi thôi. Giờ đi ký nữa là xong. Đóng dấu, đóng mộc. Ký tên. Xong.
Chúc mừng anh hai, hồi đem về khoe mẹ nha. Thế là xong rồi. Sâu sắc đã ghi rồi đó. Tưng tưng mẹ ơi, con bị dính vô cái lòng rồi. Nè, người ta đứng đây. Cho luôn á. Cho á. Có lòng không? Có đâu? Có đâu? Mạnh quá ha. Mạnh quá ha. Xịt miếng á, xịt xịt. Ê, gì vậy? Quan trọng nha. Không sao đâu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Để miếng nước gì? Rồi, đừng có chui, được rồi, đừng có chui. Nó hỏi nó khô. Rồi. Đi về đi. Rồi đi. Đi qua bản. Qua bản ép nhựa. Tờ giấy cầm trên tay. Trời ơi, trời cũng tự nhiên dính vô đây gì trời. Tờ giấy này làm đến tất cả. Một tờ giấy làm nên bao nhiêu thứ. Buồn anh. Anh buồn hả? Hết rồi. Trời ơi, hết rồi. Hết mẹ tháng luôn trời. Sao? Trời ơi, xích cái chữ anh hai rồi. Vậy là anh hai có vợ đó anh hai. Em có chị dâu hả anh hai? Ủa, vợ anh hai đâu? Đâu vợ đâu vậy? Trời. Em nhớ bà này chơi nhà chổi với em mà. Con bỉ nghe đâu nghe. Từ ra đây chứ. Đâu phát cho tôi mà tự nhiên đâu ở đây vậy? Biết đâu. Ở đâu vậy? Từ trên trời rơi xuống. Thôi đi về thôi, đi về khóa mẹ. Tôi mà tự nhiên đâu bà này vậy? Quý ban khóa. Đâu? Quý ban mới phát nè. Này. Nè. Phát vợ. Vậy luôn hả? Thôi thôi. Đi về thôi, đi về khoe mẹ anh hai. Vậy không là, biết chuyện gì vậy đâu. Vậy là anh chị nào mà muốn lấy vợ thì cứ vô đây là ký tên là có vợ thôi. Ừ. Đơn giản lắm. Ừ. Đừng dắt ai theo nha. Đừng có lầm như mình nha. Dắt theo là hành vợ hết. Sao dắt em không có chồng vậy? À. Ừ thế còn út. Ừ nó ế hết mùa dừa luôn á. Đó. Buồn. Ê, nè, độc thân cái gì kêu là gì? Ế bệnh dưỡng ế lâu năm. Ế bệnh dưỡng. Tổn thương quá đi. Thôi đi về. Mét mẹ. Buồn quá. Không phải ế, mình phải là ế. Ở dậy cho trai thèm chơi. Ồ, sao chị Hiền không ở dậy cho trai thèm chơi? Thôi trời, nó thèm lắm rồi nè, nó mới dẫn ra đây nè. Mình bị tổn thương sâu sắc. Đi về thôi các bạn ơi. Buồn quá. Thấy người ta đăng ký kết hôn kìa. Mà mình tổn thương á. Đi về đi kiếm gì ăn tổn thương coi. Người ta vui dữ vậy trời. Ơi đưa chìa khóa đây trở về chứ giờ run quá sao chạy. Ừ, không có còn thun tóc không? Không, để lại vậy đi. Run tay. Tay chứ người động tổng như vậy. Đồ. Mình cho một cái. Đồ, về mạnh dữ trời. Mạnh dữ. Ừ, nhưng mà vô máu vậy đó, mình thấy ra sao ngồi nè. Đi. Đô. Lên. Chở về luôn chứ giờ sao đi nổi. Lên xe. Nhịn chặt ha. Lên được không? Sở lên đây. Rồi nhịn chặt ha. Nhịn nha. Rồi. Được không? Để từ từ thôi, nghe yếu dữ lắm rồi nghe. Set my soul on fire. Just a little spark. Tới nhà rồi.
mở cửa, mở cửa cho mày biết cái tin này nè, bò sữa, mở cửa ơi, mở cửa, lẹ ra, đẩy ra, kéo ra, kéo ra, trời ơi, đó. Đây, 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 anh hai tôi đã có vợ rồi. Về báo tin cho mẹ hay thôi. Ủa, nữa, mẹ ơi. Mẹ ơi, Tam, Thanh, Thanh, Thanh. Chúng tôi đã tới nhà. Đi hết nổi rồi mẹ ơi. Ra đây cho coi này nè mẹ, mẹ mẹ ra đây, ra đây, ra đây. Đi tự khui anh hai tự. Anh hai tự cho mẹ coi coi. Chưa chưa đến hai, đợi anh hai cái ơi. Đợi anh hai, đợi anh hai. Ờ. Vui quá. Vui, vui. Vui, ra đây, ra đây. Ra đây. Mày giúp ra đây, mày giúp ra đây. Anh hai. Bỏ rồi trời ơi, anh hai có vợ rồi, mày đừng có định bỏ nó mày. Định bỏ nó mày. Anh hai có vợ rồi, đừng định bỏ nó mày. Rồi anh định bỏ kìa, anh định bỏ kìa, anh định bỏ kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ra đây, ra đây, ra đây, lẹ lẹ lên. Không có gì vui đâu. Đâu có gì vui đâu. Ai vui chứ con có vui đâu. Đâu khui rồi. Khui ra anh hai. Con có vui đâu. Có được cái gì vậy? Ai vui chứ. Đâu. Trời cái gì vậy? Dạ. Lén à. Rồi tao phát vợ cho nó chứ gì. Đấy hả? Lén mẹ đi cưới vợ mà. Rồi sao? Cái kết hôn trời ơi. Xong rồi. Có vợ rồi đó hả? Trời thằng con trai của mẹ rồi. Nô mày. Vui nô biết bao nhiêu năm. Có vợ mà không vui hả? Mẹ vui mà. Vui có vợ vui chứ có dâu mà không vui sao được. Đó đó. Vợ có dâu mà biểu cảm rồi. Mặt biểu cảm. Có vợ không mừng hả? Không. Có dâu rồi đó nha. Vui vào lòng mà. Có dâu. Có dâu rồi. Ủa sao tới hai tại vậy? Người giữ bản hả? Giữ bản. Giữ. Phát ơi, mẹ phát ơi mẹ. Mẹ trao bằng ơi mẹ, chị Hiền đứng lên. Giữ bằng sao? Chị Hiền đứng lên ơi. Mẹ trao, mẹ trao ơi. Mẹ trao. Mẹ trao. Cái này là ký kết hợp đồng ơi. Cái này là người làm chứng hả? Người làm chứng. Đó. Em dựa đi ăn theo đầu năm. Người giữ bản nha. Ai bạn ở đâu làm đi ép nhựa đây rồi làm cái giấy đeo à. Ủa cái gì vậy? Để cho tao biết hả? Ờ đúng rồi, bữa nay đang ký kết hôn rồi. Dạ hết. Đồ dữ dằn mẹ. Mẹ phái lắm, có đồng minh rồi. Mẹ có đồng minh. Có mình tao buồn thôi. Buồn. Xây sẵn mặt mày. Phải chở bớt một khúc. Xây sẵn mặt ngoài. Buồn quá đi. Chán chán hả? Mất tiền. Ký xong mới ngồi 5 phút mới đi nổi. Vậy cảm động hả? Ký thì ngồi mất hết 10 phút mới dám đặt chữ ký. Suy nghĩ hả? Suy nghĩ coi ký không ký hả? Người ta gọi là gì? Bút xa gà chết nè. Rồi anh hai nứt luôn. Đăng ký hay là không đăng ký hả? Phải ngồi suy nghĩ lại nữa. Nên ký hay là không ký á? Bim bim, anh hai có vợ rồi kìa mày. Thông báo ơi. Bim bim, anh hai có vợ rồi nghe bim bim. Thông báo. Kể gà từ gà về sau có người lấy ốc cho mày ăn rồi. Bim bim, anh hai ơi có người lấy ốc cho bim bim ăn rồi vui quá đi. Alo. Alo. Ai mua ai biết? Có. Mua đồ ăn mừng. Ai mừng đi mua đồ mua quà nè, biết. Mua đồ ăn mừng. Mua đồ ăn mừng thôi, giờ mình sẽ chuẩn bị đồ để ăn mừng. Anh hai đã có vợ rồi. Đồ. Mua đồ về bồi bổ mất sức. Mới cái đăng ký à. Giờ các bạn hãy chờ đám cưới nha. Bim bim nó mừng kìa anh hai. Bim bim vui kìa, bim bim vui kìa. Bim bim. Ờ, mà bố có người lấy ốc cho mẹ ăn rồi nghe bim bim. Gì vậy kìa anh hai. Sao anh khóc? Hết tinh thần. Gì vậy, bim bim hỏi. Gì vậy? Bim bim là không có gì vui đâu. Không có gì vui hết trơn á. Sao? Sao không bim?
đây ừ, coi này có người lấy ốc, có người lấy ốc á, có lấy có người lấy ốc, có người lấy ốc, đừng lên, có bim, bim, ừ đó, đi bướm à, bim, 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 mê mẹ, nó mê mẹ, nó mê mẹ, quay nó bước theo em chứ có mẹ là nó không theo đâu, đi chơi con, gì vậy, có mẹ đây rồi sẽ đến theo được. Đây nè. Ừ. Gì vậy? Mê mẹ ơi. Đấy. Mê mẹ ơi. Gì vậy? Đó. Trời ơi, vui quá ha. Ở đây bữa nay ai à? Ai lạ vậy hả? Dạ. Có người lấy ốc cho ăn rồi, vui. Đồng minh nè, đồng minh nè. Trời ơi. Ê mày. Nịnh kìa, đến nay ơi, kể từ về giờ sao em bị mất bim bim sao? Nó bỏ bim, sao nó bỏ rồi? Chủ nó rồi. Chào bim bim. Trời ơi, con nịnh kìa. Nịnh vô chung vô chẳng đắp được. Trời đất ơi. Chung ơi, chung vô kìa. Mày bỏ tao sao bim? Ôi, mày đi theo luôn hả bim? Ôi trời. Trời ơi, con nịnh thân quá bim bim. Bim bim ơi, về đây với tao bim bim. Bim bim ơi. Không không, nó nói không không. Sai làm mà, sai làm phải cưới vợ. Sai làm vợ em biết vậy không có vợ cái giờ thay đi đâu. Đó, dắt đi đi. Không không, cho dẫn đi cưới vợ nha. Cưới vợ. Bim bim nói không không. Nói gần. Tổn thương sâu sắc. Trời ơi. Nịnh kìa. Trời ơi, nó nịnh kìa. Nịnh kìa. Ôi. Quá sao dữ à. Dữ quá. Luôn à. Mày nhớ mày nghe mày. Mày kia. À, mày nhớ mày nha, cạp cạp đó. Giỡn mày luôn. Lấy ốc cho ăn hả bim? À, mày đang cạp cạp nữa. Mày nhớ mặt nghe coi có tiểu bim bim thúi. Không chơi tao nữa hả bim bim. Bim bim. Núp lục trầu đó cô. Mày nhớ cái mảng mặt mày nha. Trời mất bim bim sao? Xong luôn. Trời ơi, dắt anh hai đi cái vợ. Mày nhớ mày nghe mày. Mày nhớ mày phản trong nghe mày. Lòng đã ghê. Nịnh bỏ đồ nịnh bỏ nịnh nịnh bỏ. Nịnh luôn à. Lòng đã ghê. Trời ơi đã chưa? Thấy đã chưa? Nhớ mặt mày nghe cô tiểu tử thúi. Trời đất ơi. Không cần hết con. Tổn thương quá đi. Trời ơi điên bước đó. Tổn thương sâu sắc. Đi hai bước rồi đi hai bước đó. Dọn luôn. Nè bèm. À. Dọn cô tiểu tử thúi rồi, tao đi tắm đây. Không chơi mày nữa đâu. Nghỉ chơi luôn. Rồi đi ngủ. Đứng đây. Đồ đáng ghét. Cái gì vậy? Gì vậy?